Thực ra có những chai nước hoa xứng đáng được biết tới nhiều hơn, đặc biệt là Lilabo. Không phải là Santo 33, cũng không phải là Another 13, mà đó chính là Row 31. Và ngày hôm nay thì mình sẽ review lại em này để cho các bạn cùng nhau biết được rằng là tại sao mình lại nói như vậy. Trước khi đi đến mùi hương của Row 31 thì có một vài điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Thứ nhất đó là Row 31 mới là chai nước hoa được bán rất chạy ở thị trường nước ngoài, chứ không phải là Santo 33 hay là Another 13. Đéo tin. Thế nên là đứa nào mà nói với bạn rằng là ta đang xài Santo 33 và đây là chai nước hoa hot nhất thế giới của nhà Lilabo thì các bạn hãy tự tin đập vào mặt nó. Mày chả biết cái mẹ gì cả, hoặc là các bạn cũng có thể cười khẩy cho qua. Hay là Another 13 là một cái mùi đỉnh cao của Lilabo thì cũng cười khẩy thôi. Tại vì thực sự là đó là những người chơi theo trend thì chúng ta bỏ qua. Và Row 31 này thì như mình đã nói là nó có 31 thành phần, và Row là thành phần gọi là có phần trăm tỷ lệ nhiều nhất. Nhưng thực sự thì mùi hương của nó như thế nào? Ở đây chúng ta có một chai nước hoa có cái thiết kế giống phòng thí nghiệm. Chai này của mình chắc còn khoảng tầm 10ml thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy một cái thiết kế rất là quen thuộc của nhà Lilabo. Và cái mùi hương này thì khi các bạn xịt ra ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy ngay một cái mùi hồng. Cái mùi hồng ở đây nó có một cái nét, đó là hơi xanh và rất là tươi. Nó như kiểu là các bạn ngửi những cái bông hồng mà những cái bông hồng đỏ ấy, đỏ sẫm ấy, thì khi các bạn nhìn xịt ra thì đúng như vậy. Và nó được tưới rất là nhiều nước, bạn ngửi đúng những cánh hoa hồng như thế. Nhưng mà khoảng tầm 3 đến 5 phút thì cái mùi hồng này nó dần dần lại biến mất. Thế là ở trên da mình. Và cái mùi xuất hiện rõ nhất đó là cái nét cay, ấm từ tiêu và cái mùi hơi chua từ gỗ. Thì cái nét của gỗ và tiêu này nó xuất hiện khá là rõ ràng trong khoảng tầm 3 đến 4 tiếng khi mà mình xịt vào trên da. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, Row 31 này thì nó có ngon không? Nó có phù hợp cho nam không? Thì mình đã nói ở trong những cái buổi live hay là trả lời những cái video của các bạn, đó là Row 31 tên nó là như vậy, nhưng mà ở trên da thì nó lên là mùi gỗ và hồng cùng với tiêu, chứ không phải là một cái mùi thuần hồng hay là không phải là một cái mùi hồng là chủ đạo. Và khi dry out ở chai nước hoa này thì khoảng tầm 5 tiếng ở trên da thì bắt đầu hồng nó mới lên rất là rõ. Hồng ở đây nó cũng có những cái sự khác biệt so với những cái bông hồng khác. Đó là cái mùi hồng khi mà mình ngửi xa ấy, thì gần như mình chỉ ngửi thấy cái mùi cay cũng như là cái nét hơi chua của gỗ. Nhưng mà khi mình đưa vào mũi ngửi gần thì mình thấy mùi hồng rất là rõ rệt và mùi hồng nó rất là mềm mại. Cái sự kết hợp giữa hồng, tiêu và gỗ ở đây nó là một cái sự khá là cân bằng. Đấy là với cảm nhận cá nhân của mình. Nó hỗ trợ cho nhau, nó như kiểu là hồng khi mà gặp gỗ và tiêu thì nó không bị quá là mềm mại, quá là mỏng manh, mà nó trở nên là dày cánh hơn và nó phù hợp được cho nam. Cái thứ hai là gỗ nó không bị đẩy đi quá là cứng và khô, mà lại có được cái nét mượt mà mềm của gỗ, của hồng. Nó như kiểu là những cái chiếc bàn gỗ như này, các bạn ở những cái mép bàn ấy, họ bo một cái miếng sắt vào hay là một cái miếng nhựa vào, thì đấy là một cái cảm giác mà mình cảm thấy là nó rất là hài hòa, nó rất là một sự bổ trợ nhau, nó rất là vừa phải khi mà mình gửi Row 31. Nhưng mà cũng có những cái điều mình muốn chia sẻ với chai nước hoa này, tại vì mình nghĩ rằng là chắc ít nhiều bạn cũng sẽ có cảm nhận giống như mình. Đó là cái mùi hương này nó cũng phụ thuộc vào cái việc da cũng như là thời tiết khá là nhiều. Nói vậy để không phải là các bạn kiểu suy nghĩ là tôi chết mua để nó có được như anh nói không, hay là nó lên kiểu khác. Thì mình nghĩ là đây là cái thông tin để các bạn biết thêm, để các bạn có thể cân nhắc về việc là thử trước khi mua, tránh việc là mua được không được như ý muốn. Thì cái mùi hương này mình đã xịt trong khoảng một tuần trở lại đây thì nó lên được hai sắc thái. Có những hôm mình xịt nó rất là nhiều hồng, mùi hồng rất là mềm mại xuất hiện, nhưng mà có những cái hôm thời tiết nó hơi lạnh một tí cũng như là độ ẩm thì cái mùi gỗ của mình lại lên rất là rõ. Mình nhớ là mình xịt em này đi cắt tóc, thì thằng cu em cắt tóc cho mình, nó bảo là ông anh xịt mùi gì em ngửi toàn mùi gỗ thôi, mùi gỗ ẩm ẩm hơi cay cay. Mình bảo ô thế à, anh xịt mùi Row 31 của Lilabo.
Thì lúc đấy mình mới để ý rằng là hôm đấy cái mùi hương ấy ở trên da mình nó lên mùi gỗ khá là rõ. Hồng nó chỉ kiểu một xíu ở đằng sau nó làm cho cái gỗ nó được bo tròn lại và mềm mại hơn. Thì đấy là những cái mà mình chia sẻ sau khi mình cảm nhận về mùi hương này trong một thời gian xịt. Với cái độ tỏa hương của Row 31 ấy, thì phải nói rằng là Row 31 tỏa khá là tốt. Ở trên tay mình tầm hơn nửa cánh tay, và nó được khoảng tầm 4 tiếng như vậy, khá tốt. Mình nhớ ông ấy đi cắt tóc, mình xịt từ khoảng 6 rưỡi sáng và đến 11 giờ trưa, khi mà mình để tay ở dưới nha và choàng khăn để cắt tóc đấy, thì đàn em mình nó vẫn ngửi thấy. Đấy là một cái điều mình cảm thấy là độ tỏa hương của Row 31 khá tốt. Cái thứ hai đó chính là về cái độ lưu hương, thì em này ở trên da mình nó rơi vào khoảng tầm 8 đến 9 tiếng, khá là ngon. Và cái mùi hương này thì khuyến khích các bạn nên xịt vào những cái ngày trời mát hay là những ngày trời mưa, lạnh. Đại khái là như người ta nói đó là Hà Nội có 4 mùa: xuân nồm, thu đông. Thì đây là mùi mà các bạn xịt vào những mùa nồm, mình nghĩ rằng là rất là hợp. Hà Nội hiện tại thì đang rơi vào tầm 15 độ và mình xịt em này mình cảm thấy là rất là đã, khoái, phê. Thì mình nghĩ là em này vốt cho những bạn nào, thứ nhất là làm văn phòng, thứ hai các bạn đi hẹn hò buổi tối và nó ở thời tiết khoảng tầm 25 độ quay đầu là gọi là đẹp nhất của Row 31. Với cái phần phong cách của chai nước hoa này thì mình nghĩ rằng là cả nam lẫn nữ đều xài được. Nhưng các bạn cần để ý một tí, nữ thì phải là những bạn nữ cá tính, phải mặc những cái bộ đồ nó hơi táo bạo một tí và nó có một cái vai nó hơi kiểu tự tin và hơi kiểu làm chủ cuộc chơi. Còn với một người đàn ông khi xịt cái mùi hương này thì các bạn, nếu như bạn nam nào mà kiểu cơ bắp như này, lúc nào cũng cuồn cuộn mà cũng mặc những chiếc áo da này rồi những đôi chi si bút đưa thứ, các bạn có thể xịt mùi hương này để cho nó mềm lại. Hoặc là bạn đang bị khen là ui thằng này trông nam tính quá, trông kiểu hơi kiểu gọi là cơ bắp, thì xịt mùi hương này các bạn sẽ nền nã lại được rất là nhiều. Đây là một cái mùi mà mình nghĩ là bạn nam nào mà xịt thì nó, thứ nhất là nó theo cái phong cách gọi là thanh lịch là một, nhẹ nhàng là hai, nó có một cái gì khá là hào hoa. Mùi hương này thì nhiều người nói rằng là nó ngửi nó hơi cổ điển, nhưng mà với cá nhân mình đây là một cái mùi hồng cho nam nó khá là hiện đại. Chúng ta cũng không có những cái sản phẩm làm hồng cho nam ngon như là Light Men của nhà Amoy, mùi hồng đấy mình ngửi hơi đĩ, hay là Portrait Lady thì nó lại có cảm giác hơi tối và đất. Rồi Che Guy của La Fille de Berlin thì nó lại là một cái mùi nghiêng nữ quá. Thì hồng ở đây là một cái mùi hồng dành cho những anh chàng nào thích mặc những cái sơ mi kiểu sáng màu hay là sơ mi đen, và lúc nào cũng theo cái phong thái kiểu hơi lạnh lùng ấy, nhưng mà khi mà gần gũi rồi thấy cả anh ấy ấm áp. Vậy còn bạn thì sao? Bạn đã xài qua em này chưa? Một chai nước hoa mình nghĩ rằng là gần như khi mà được recommend về Lilabo thì đây là một cái chai có thể xếp ở gọi là kệ thứ hai sau Quốc Dân, Santo 33, Another 13. Nếu như bạn chưa thử thì hy vọng rằng là bạn hãy trải nghiệm thử. Em này ở Việt Nam rất là dễ kiếm. Thì sau khi trải nghiệm xong thì các bạn có thể bình luận cảm nhận ở bên dưới. Và đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông theo dõi nếu như các bạn thấy video của mình hay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.